sao mà đứng. Được rồi, không nghe lời, ta cho biết thế nào là ăn hành. Đã nói rồi mà không nghe lời. Lấy, đít thôi. Ta đủ chưa vậy? Ngày nào ngươi cũng lấy, sao ta chịu nổi được. Nè, anh Tím, em làm cái gì mà trố bạn cu dền lại vậy? Cô em ở Huỳnh Đông ơi. Cu dền, em an tâm đi, anh sẽ cứu em. Em mau đi. Anh cứu bạn cu dền, vậy ai cứu em? Hành Tím, em nói vậy là sao? Anh không hiểu. Ồ, Hành Tím, em cả gan lắm, em quá đáng lắm. Em ăn hiếp bạn cũ dền rồi bây giờ còn tính hành hung anh nữa hả? Được rồi, chờ đó. Đốc tôi khỏe ơi, đốc tôi khỏe. Ai chà, trời ơi, kêu cái gì mà lớn dữ vậy? Làm ta giật mình nè, rớt máy bay luôn rồi nè, thấy không? Đốc tôi khỏe, đốc tôi khỏe coi kìa. Coi Hành Tím cưng của đốc tôi khỏe kìa, hung dữ với Quỳnh Đông. Mới vừa ăn hiếp, mới vừa trói bạn cũ dền xong, bây giờ quay qua hành hung Quỳnh Đông nữa. Hành Tím, con làm gì Quỳnh Đông vậy? Con có làm gì đâu. Con thiệt là quá đáng, dám hành hung cả ta nữa hả? Không phải mà, Đốc Tơ Khỏe và anh Huỳnh Đông hiểu nhầm rồi, con đang bệnh mà. Hành Tím, em đang bệnh gì? Em bị ho ra máu lâu rồi mà không hết. Nói ra kiểu này em muốn hết máu nên mới bắt bạn của dành truyền cho tí máu đó mà. À, anh hiểu rồi. Em hết máu rồi bắt cô dền truyền cho em tí máu đúng không? Hiểu rồi. Vậy anh Huỳnh Đông giúp em đi. Em sắp banh cổ họng và mất hết máu rồi. Anh hiểu, nhưng mà mấy chuyện này anh đâu có giúp em được. Cái này á, em phải nhờ Đốc Tơ Khỏe mới đúng á. Để ta xem. Ai chà, con bị ho ra máu và nguy cơ lao phổi rồi. Đốc Tơ Khỏe mau cứu con đi. Nhưng đừng có chết con nha, con sợ lắm. Thôi được, để ta chỉ cho con một cách sẽ giúp cho con mau khỏi. Hay quá, nếu vậy á, Đốc Tơ Khỏe chỉ cho quý vị khán giả và Quỳnh Đông biết luôn đi. Hoa ngũ sắc. Hay quá, như vậy là Hành Tím an tâm rồi nha. Quý vị khán giả cũng sẽ có thêm một cách nữa để hỗ trợ điều trị khi mà mình bị ho ra máu hoặc là bị lao phổi. Nhưng mà quý vị khán giả nên nhớ nha, mình phải tham khảo ý kiến của bác sĩ để coi nó có hợp với cơ địa của từng người hay không. Và quan trọng là nó có hợp với các loại thuốc mà mình đang điều trị hay không. Còn giờ em xin bye bye tất cả mọi người để về giải quyết cái cổ họng của em đây. Ui, ném không, ném bay tốt tôi khỏe ơi, ném. Xin chào tạm biệt quý vị khán giả nghe.